Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá là tiếp tục lên sóng ha. Trước khi lên sóng em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe làm ăn phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu một bộ lô Nissan ha, S4200 này ha. Con này nó có hai lô thôi nha quý khách. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp ha, cái này bị chạy chùa xấu ha. Cái lô này thì đẹp, cái lô này bị xấu chỗ này nha. Bị tặng thuốc hay là bị cháy gì nè. Mà hát hồi thì bình thường nha. Đây, cái thùng bát của nó đây ha. Con này là tem nó còn luôn nhau ha. Định 220 rồi. Rồi, em sẽ bật lớn lên cho quý khách thưởng thức ha. Nút là lớn nhỏ nè. Bát nè. Con này nó hai ngõ vô ra được 4 lò ha. Nên cái công suất nó cũng tương đối là mạnh ha. Cũng nặng lắm nha, cái thùng này nặng nha, một tay khiêng không nổi nha. Tay phải khiêng không nổi luôn á. Nguồn ha. Rồi, ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu dùng mua xài thì gắn như ly uy tín hay là gắn ngõ ao ít game điện thoại á nha ha. Cũng rất là hay ha, giá thì 300.000 chưa bao gồm phí ship. Con này thì em ship toàn quốc là 50.000 nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Dạ em xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin cảm ơn.